không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Dù lừa đảo sau đây tiếp tục là lời cảnh báo. Chủ tiệm dù nhiều kinh nghiệm nhưng chỉ một phút lơ là mất cảnh giác thì liền sập bẫy vì đối tượng lừa đảo quá tinh ranh. Đối tượng Trần Thị Trang không nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Trang đến một tiệm vàng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cầm một sợi dây chuyền. Tại đây, Trang dùng thủ đoạn lấy một sợi dây chuyền, một lượng vàng và giấy mua vàng để tên tiệm vàng này rồi đưa cho nhân viên kiểm tra. Nhân viên tiệm vàng báo giá cầm được 45 triệu đồng nhưng Trang giả vờ không đồng ý, cất dây chuyền vào túi áo, sau đó lấy một sợi dây chuyền giả giống với sợi dây chuyền ban đầu và yêu cầu cầm với giá 47 triệu đồng. Chủ tiệm vàng đồng ý đưa tiền cho Trang. Nhưng khi kiểm tra thì mọi chuyện dở lẽ. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trần Thị Trang, 37 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khởi tố bắt tạm giam. Liên quan vụ hàng trăm quái xế đi bão ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bị cảnh sát giao thông chặn bắt ngày mùng 1 Tết. Đến nay, công an quyết định bắt tạm giam hai thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sáng nay, đại diện công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố 4 bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Thơ, 26 tuổi, cụ tỉnh Sóc Trăng và Võ Thanh Toàn, 20 tuổi, cụ tỉnh Thanh Hóa. Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Đức Minh Hùng, 20 tuổi, cụ quận 12 và Quách Phú Khang, 18 tuổi, cụ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi tụ tập đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng mùng 1 Tết, tổ phòng chống đua xe trái phép thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khoảng 100 xe máy có độ chế tụ tập chạy thành đoàn, nẹt bô, la hét, phóng nhanh lạng lách gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Bắc Hải. Lực lượng chức năng tổ chức chặn bắt được 21 xe cộp, 33 thanh niên, áp giải các quái xế và xe về trụ sở. Qua điều tra, công an quận 10 xác định Thơ, Toàn, Hùng và Khang là 4 người tổ chức tụ họp tham gia tích cực vào đoàn bão cổ vũ gây rối trật tự công cộng. Thông tin cập nhật về vụ tàu chở hàng gặp nạn trên biển Quảng Ngãi. Dù 11 ngư dân may mắn được ứng cứu kịp thời, tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đang họp khẩn với các sở ngành liên quan bàn phương án kế hoạch ứng phó ngăn ngừa sự cố tràn dầu. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, cách nay 2 ngày, tàu Hoàng Gia 46 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Hoàng Gia Hải Phòng. Trên tàu có 11 thuyền viên do Nguyễn Duy Tiên, 42 tuổi, trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng, chở hơn 2.700 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới, An Giang đi Hải Phòng. Khi đang đến khu vực Hòn Con Rùa, tỉnh Bình Định, va vào đá ngầm, tàu bị thủng đáy, nước vào bên trong. Sau khi nỗ lực thoát khỏi khu vực đá ngầm, thuyền trưởng cho tàu di chuyển đến bãi cạn ven bờ phát tín hiệu cứu nạn. Được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, 11 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn. Ở nhất lúc này là sóng rất lớn. Tàu Hoàng Gia 46 được xác định gãy đôi và nghiêng. Trên tàu có khoảng 7.000 lít dầu DO. Nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu rất cao. Ngay sau cuộc họp chiều qua, các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn cấp triển khai phương án ứng phó sự cố. Hiện nay do thời tiết xấu nên việc di chuyển lượng dầu ra khỏi tàu bị nạn không khả thi.